Tính từ đầu tháng 2 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra giám sát xử lý tổng cộng hơn 8.000 vụ liên quan đến mua bán trang thiết bị y tế phòng dịch. Theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng dự trữ hàng hóa nên nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm tương đối đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn, vật tư y tế. Tính riêng trong ngày 28 tháng 4, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra giám sát xử lý 32 vụ. Như vậy, từ đầu tháng 2 đến nay, số vụ đã kiểm tra, giám sát, xử lý của lực lượng quản lý thị trường là 8.604 vụ, với số tiền phạt hành chính là 4 tỷ 420 triệu đồng.